kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, giá phân bón nhập khẩu trong tháng 10 đạt 393 đô trên tấn, tăng 1,5 lần so với tháng 10 năm 2020 và cũng là mức cao nhất trong 2 năm. Bên cạnh yếu tố nguyên liệu đầu vào, cước vận chuyển thì động thái siết chặt xuất khẩu của Trung Quốc cũng góp phần khiến cho giá phân bón tăng mạnh. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 10, nhập khẩu phân bón đạt 376.000 tấn, tương đương 148 triệu đô, tăng 45% về lượng, tăng 68,5% về giá trị so với tháng 9. Lũy kế 10 tháng đầu năm, nhập khẩu phân bón đạt 3,8 triệu tấn, tương đương là 1,1 tỷ đô, tăng 20% về lượng và 47% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc đạt 1,6 triệu tấn, tương đương 490 triệu đô, tăng 30% về lượng, tăng 65% về giá trị so với cùng kỳ 2020, chiếm 45% sản lượng phân bón nhập khẩu của Việt Nam. Cụ thể, giá phân bón nhập khẩu trong tháng 10 đạt 393 đô trên tấn, tăng 50% so với tháng 1 và tăng 1,5 lần so với tháng 10 năm 2020. Theo tờ Business Standard, cho biết Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa chính thức cho biết sẽ bắt đầu thanh kiểm tra các lô hàng xuất khẩu phân bón của nước này kể từ ngày 15 tháng 10, trong đó có Ure, DAP, MAP và NPK. Động thái này dựa trên kêu gọi từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia về định nguồn cung và giá phân bón do tầm quan trọng của mặt hàng này đối với sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực. Việc Trung Quốc, nhà cung cấp 30% ure, sunfat và phosphat cho thế giới siết chặt xuất khẩu sẽ ảnh hưởng lớn đến những bạn hàng lớn như Ấn Độ, Pakistan và các nước Đông Nam Á. Giới phân tích dự báo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu phân bón của nước này có thể kéo dài đến tháng 6 năm 2022, thậm chí là đến cuối năm, theo Fast Market. Một vài thông tin xin được gửi đến tất cả quý bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây.